vừa được ra khỏi địa ngục lại đọa làm loài bàng sanh, xoay chuyển như trước hết cõi này đến phương khác, nhiều kiếp luân hồi chịu các thứ khổ. Khi năng lực của nghiệp tội hủy báng chánh pháp yếu dần, họ mới thoát khỏi loài bàng sanh, nhưng lại đọa vào loài quỷ, hết cõi này đến phương khác, xoay chuyển luân hồi, trải qua vô số kiếp, chịu đủ mọi thống khổ. Cuối cùng khi thế lực của nghiệp hủy báng chánh pháp sắp hết, họ mới ra khỏi quỷ giới, được sanh vào cõi người. Tuy được làm người, nhưng ở nơi hạ tiện, mù điếc câm ngọng, nhiều bệnh tật, nghèo cùng, xấu xí, ngu si, bị mọi người khinh chê, dù sanh đến chỗ nào cũng khổ nhiều vui ít, không được nghe đến danh hiệu Phật Pháp Tăng. Vì sao? Vì các ác nghiệp phỉ báng tam bảo nên họ phải chuốc lấy đầy đủ các loại quả khổ như vậy. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tội hủy báng chánh pháp và nghiệp vô gián, hai hành động ác này giống nhau không? Phật dạy Xá Lợi Tử: Chớ bảo rằng tội này giống với nghiệp vô gián. Vì sao? Năm nghiệp vô gián tuy đưa đến quả khổ nặng nề nhưng không thể sánh với tội hủy báng chánh pháp. Nghĩa là tội kia, khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hủy báng chống nghịch, nói Bát Nhã Ba La Mật Đa này chẳng phải thật lời Phật nói, không nên tu học, chẳng phải pháp, chẳng phải luật, chẳng phải lời đại sư dạy, do nhân duyên này nên tội kia rất nặng. Này Xá Lợi Tử, người hủy báng chánh pháp này tự hủy báng chánh pháp, cũng dạy người hủy báng, tự hoại thân mình cũng khiến người khác bị hoại, tự uống thuốc độc cũng khiến người khác uống theo, tự mất quả vui được sanh thiên và quả giải thoát cũng làm cho người khác mất luôn, tự đưa mình vào địa ngục lửa cũng làm cho người khác bị như vậy. Bản thân chẳng tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, còn dạy người khác khiến họ chẳng tin hiểu, u mê điên đảo tự chìm trong biển khổ cũng lôi người khác chìm theo. Này Xá Lợi Tử, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ta còn chẳng muốn để cho kẻ phỉ báng chánh pháp nghe đến danh tự, huống hồ giảng nói cho họ. Này Xá Lợi Tử, kẻ phỉ báng chánh pháp kia, ta còn không cho các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa nghe đến tên, huống là mắt thấy, sao lại cho ở chung được. Này Xá Lợi Tử, đối với kẻ phỉ báng chánh pháp kia, ta còn chẳng cho mặc áo cà sa, huống hồ nhận sự cúng dường. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, có những kẻ hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết những kẻ ấy là kẻ phá hoại chánh pháp, đọa vào loài đen tối như ốc sên dơ bẩn, dơ mình bẩn người như đống phân thối. Những kẻ nào dùng